Xin chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc đang xem và theo dõi kênh Bồ Câu Bạc Liêu nha. Thì ngày hôm nay thứ bảy cũng có thời gian rảnh rỗi ở nhà nên mình thả những cái em mon của nhà mình ra tắm rửa, mới vừa tắm rồi bây giờ cho mấy em nó phơi nắng, dĩa lông đồ cho nó sạch sẽ anh em. Thì anh em ngắm chim cùng mình nha. Đây, để mình quay cận cận mấy em nó cho mấy anh em xem. Đây, đây là xanh với kỳ lân là nhiều anh em, đa phần là kỳ lân, xanh chỉ có hai ba con thôi. Trên kia là con kỳ lân, anh em nhìn đẹp kinh khủng chưa? Đây có kỳ lân nữa nè. Có em đó là pho dáng đẹp kinh khủng gì. Đây kỳ lân nữa nè. Có em bạc. Bên đó cũng có mấy em nữa. Này gù mái. Thì sẵn đây mình quay chim, mình tắm chim á. Thì mình cũng chia sẻ luôn với anh em thì cái vấn đề là tắm chim, khi nào mình tắm chim và bao lâu thì mình tắm chim. Thì nói chung với anh em thì cái tắm táp cho con chim này á thì có thể nói là một cái gì cần thiết. Cần thiết lý do là tại vì con chim ở ngoài tự nhiên thì anh em biết rồi đó, nó sẽ thường xuyên tắm rửa, rồi nó sẽ đi được phơi nắng, nó được dùi cát này nọ các kiểu, thì cái sức đề kháng của nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà riêng con, đối với những cái con chim kiển mà mình nuôi ở môi trường mà nuôi nhốt á, trong lòng á, thì anh em mình khi mà tắm chim thì cũng phải rất là cẩn thận. Tại vì con chim của mình nó không được thường xuyên tắm, nên tắm chim nó cũng rất là dễ làm cho đàn chim mình bị bệnh. Thì đối với những cái con chim nào mà nó tắm thường xuyên thì nó quen, không sao hết. Còn đối với những anh em mà người ta bận rộn, lâu lâu người ta mới tắm một lần. Mà anh em canh ví dụ như thời tiết mà ui âm mui thì anh em không tắm được. Nhưng mà anh em cũng đừng có đem cái thời gian mà ví dụ như 12 giờ trưa anh em xách chim ra tắm, rất là dễ con chim rất là dễ bị thương hàn. Anh em để ý ví dụ như con chim bị thương hàn là khi mà anh em tắm chim xong, anh em bỏ vô thì con chim nó sẽ ủ rũ, sau đó là nó bỏ ăn rồi nó uống nhiều nước. Thì như vậy là mình biết là con chim mình đã bị bệnh thương hàn, thì rất là dễ bị anh em. Nhất là mình tức là nó bị kiểu giống như mình bị sốt vậy đó, bị cảm vậy đó, thì con chim nó cũng vậy. Tự nhiên cái giữa trưa nắng anh em người ta ra tắm cái rồi đem vô thì nó bị sốc nhiệt, nó bị sốt cảm vậy thôi. Thì cái đó thì anh em phải điều trị. Điều trị thì có nhiều loại thuốc để trị lắm, ở đây thì em không có chỉ thuốc cụ thể cho anh em. Còn trường hợp anh em mà có muốn biết thuốc gì thì có thể nhắn tin qua số điện thoại em là hỏi, thì em sẽ điều trị, hướng dẫn cho anh em điều trị. Thì đàn một câu này thì nói chung là cũng chưa có hết đàn nhà em anh em. Anh em nào theo dõi biết thì biết em còn nhiều lắm. Này thì bên đây những này chỉ thả có 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 con thôi. Bên này chỉ thả 15 con ra tắm. Còn trong chuồng cũng có khoảng 10 mấy con mon nữa anh em. Lớn nhỏ có, mình chỉ tắm những con nào mà nó kiểu như mình thấy nó dơ quá, hoặc là nó mạnh khỏe thì mình mới tắm. Còn những con chim mà nó còn nhỏ quá, hoặc là nó đang trong người nó đang không được khỏe, nó đang không được ổn, thì anh em mình nên là hạn chế đem nó ra tắm, rất là nguy hiểm nha. Thì niềm vui sở thích của những cái
anh em đam mê là đây nè anh em. Đó, khi mà cuối tuần rảnh rỗi rồi đó thì mình thả mấy con chim kiển mình ra nó tắm. Mấy con này thì nó không biết bay đâu, mình thả ra để nó cứ đi ụp bịch vòng vòng sân vậy đó. Thì tí nữa mình sẽ trồng cỏ, làm một cái thảm cỏ xanh ở đây, rồi nữa mình gào lại, mình dùng lưới mình gào lại. Thì mình rảnh rỗi mình buổi sáng nè mọi người, như 6-7 giờ đó, nắng sáng tốt đó, thì mình thả chim ra rồi mình ngồi mình nhâm nhi một tách trà, một tách cà phê thì nó thì là thú vị luôn mọi người. Ngắm em là đi ụp ịch ngủ mái này nọ các kiểu ha, ghĩa lông các kiểu, nhìn thích lắm. Cái đam mê thì nó như vậy đó anh em. Chứ anh em thì nhiều khi anh em hỏi chim giá cả nó cao quá thì anh em nói chim bồ câu mà có gì đâu mà giá cao, nhưng mà nó vẻ đẹp nó khác anh em, nó khác với bồ câu thịt mình nhiều lắm. Anh em nhìn anh em thấy này, con nào cũng lấy nó to tròn ụp ịch, lông nó giống như là một con gấu bông vậy đấy. Thì đương nhiên nó độc lạ thì giá cả nó cũng phải khác biệt so với những loại bồ câu khác này. Nó đâu có thể nào là 100-200 ngàn ai cũng sở hữu được đâu. Giống như là một cái mặt hàng nào đó cũng anh giống như con cá mình để ăn thịt thì nó giá khác, nhưng mà con cá để mà người ta chơi kiển thì giá nó khác. Nó có vẻ đẹp riêng của nó anh em, nó có cái độ hiếm riêng của nó có cái độ khó riêng của nó. Nên mình nhiều khi mình không có không nói được là tại sao mà nó cao giá gì, tại vì mình biết là khi mà mình bắt tay với mình chơi thì nó đã cao rồi. Thời gian gần đây là nó đã giảm rất là nhiều rồi đó anh em. Chứ như ngày trước mà mình nó thực sự là ngày trước là mình chỉ mơ có được một cặp kỳ lân, mon kỳ lân đó mình chơi. Tại vì thời điểm đó nó 30-40 triệu một cặp. Chứ không phải là bây giờ, như bây giờ là còn chừng 10 triệu một cặp đổ lại thôi anh em. Ngày trước là nó cả 30-40 triệu một cặp. Mình chỉ mơ ước là có một ngày mình được cặp kỳ lân mình chơi thôi. Nhưng mà bây giờ giá cả nó mềm xuống thì mình chơi thì nói chung mình không phải là tự nhiên mình bỏ một cái số tiền ra mình mua tất cả cái đàn chim như vậy đâu anh em. Nó cả một quá trình, mình phải nuôi từ những cái con chim cơ bản nhất, rồi những con chim rẻ nhất đó, rồi mình lấy kinh nghiệm, rồi sau đó mình buôn bán, mình chia sẻ cho anh em khác khi mà nó có sản phẩm. Rồi đó là mình có lời, có lời thì mình gom lại, mình mua chim mắc tiền hơn, mình nâng cấp lên. Đó. Thì nâng cấp lên rồi xong rồi nó những cái sản phẩm đó nó lại sinh sản ra thì mình bán, mình lời nhiều hơn nữa. Đó, mình có tiền nhiều hơn nữa thì mình lại tiếp tục mình đầu tư, mình mua thêm nhiều hơn nữa. Đó. Thì nó mới từ từ nó tích góp dần thì nó mới được một cái đàn chim đẹp và giá trị nhiều như bây giờ. Chứ nếu mà kêu mà anh em mà bỏ một số tiền ra mà để mua như 15 cái con mon này không, thì em nói với anh em thì tất cả bạc 100 triệu thì rất là ngán, không mua nổi, ngán lắm. Nhưng mà mình nuôi mình dần già, mình gom lại từ từ thì nó ra được một đàn như vậy anh em, rất là thích luôn. Rồi bữa nay cho anh em ngắm cùng mình ha. Anh em nào chưa có sở hữu những cái con mon như này thì ngắm trước. Ví dụ như là nếu mà thích rồi thì liên hệ với em, thì em sẽ có tư vấn cho anh em những cái cặp mon giá trị nó phù hợp với anh em chơi. Bên em thì nói chung là em không có làm hàng mà hàng rẻ, hàng không có kiểu như là cái dáng không có được chuẩn thì em đã loại, em lọc hết trơn rồi. Bây giờ còn lại những cái loại là cơ bản, đẹp hoặc là trung bình thôi, chứ không có cái chim mà chân xấu, chân cao, rồi không có lông lá gì ốm nhôm sẽ dạt là không còn nữa anh em. Mấy loại đó là em đã khi mà mua về em thấy là xấu rồi là em không còn để nữa, em bán hết rồi, bán rẻ cho anh em chơi chưa rồi. Bây giờ thì chỉ còn là những con mon chuẩn thôi. Thì anh em nào thí dụ như mon chuẩn nhưng mà nó cũng không phải là giá cao hoàn toàn hết anh em. Thí dụ như màu kỳ lân thì nó sẽ giá nó sẽ cao. Ví dụ như những cái màu ví dụ như là màu xanh,
màu bạc hoặc là màu những cái màu mình lai tạo rồi nó ra màu lỗi á, thì nó cũng sẽ có giá mềm mềm cho anh em chơi. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khuôn khổ là giá trung bình, chứ không có phải là giá mà rẻ mà còn có một vài trăm ngàn hay là 1 triệu 2 triệu gì là bên em không có mo thằng đó nghe anh em. Để nói đây sẵn anh em nói với anh em luôn, để anh em nhiều khi anh em hỏi mua rồi không có hàng 1-2 triệu cái anh em mất công phiền lòng phiền thời gian của anh em, thì bên em chỉ có từ cỡ khoảng 3 triệu hàng mo đó, thì cỡ khoảng từ 3 triệu trở lên, chứ không có hàng mà rẻ 1-2 triệu đâu anh em. Rồi cũng cảm ơn anh em đã xem clip nha. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ và có những cái trải nghiệm đối với con bồ câu Monday Inn này nha. Rồi nhớ thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật và theo dõi những cái cặp chim mà em đăng bán, chia sẻ cho anh em để mà mình sở hữu, mình sưu tầm về mình làm cái khu vườn giống như em vậy nè. Mình thả ra mình ngắm, mình uống cà phê, mình nhâm nhi tách cà phê trong những ngày cuối tuần ha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em nha, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nè.